Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Văn Giang. Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ở Văn Giang từ trước đến nay. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 231 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 172 ca, huyện Quế Châu 16 ca, huyện Tiên Lữ và Ân Thi cùng có 14 ca, huyện Kim Động và Phù Cử cùng có 5 ca, huyện Văn Giang có ca đầu tiên và 4 ca có địa chỉ nơi khác. Toàn tỉnh hiện rà soát được gần 1.800 F1, gần 15.000 F2 đang cách ly trên 5.000 trường hợp, duy trì trên 200 chốt kiểm soát, rà soát được trên 7.000 người về từ vùng dịch, xét nghiệm gần 60.000 mẫu.